ai ba cây hả? Chở ba người thôi. Đi ít đâu cần xe lớn đâu. Mình đi đâu mà? Mình đi ra hồ con rùa. Hả? Uống cà phê xong mình đi vòng vòng chơi. Còn có nước như hố ngon không? Ngon cây chứ không có nước như hố nhỏ giống hâm bở. Ừ. Không nó, muốn. Nó tùy chỗ mới có cơ. Con không không muốn nước dưa hấu cá cha, con muốn nước dưa hấu cây mẹ. Ừ. Con không muốn nước chè dưa hấu trái cây. Cái cây không nhỏ, nước dưa hấu nhỏ.